được chờ đợi sẽ có được sức cạnh tranh lớn hơn. Oma! Oma! Không được. Đó là một pha xử lý khá hay. Tuy nhiên thì cú sút của Oma đã vấp phải pha lăn xả của các hậu vệ Sông Lam Nghệ An. Oma, đó là pha di chuyển và xử lý của Oseni. Cơ hội dành cho Thành Lương. Vẫn còn. Bàn thắng mang tỷ số dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Nguyễn Mạnh có thể xuất sắc khi ngăn chặn được Thành Lương, nhưng Oseni thì không. Oseni đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ, đệm bóng cận thành để ghi bàn thắng đầu tiên. 1-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Oseni là người đã giữ bóng, đẩy trái bóng ra biên, và sau đó là đường chuyền của đồng đội vào phía trong. Nhưng ở pha đá bồi thì không còn cơ hội nữa. Chắc chắn là không có lỗi việt vị của Oseni. Bàn thắng thứ 3 ở mùa giải năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đình Hoàng đã có một tình huống trượt chân tai hại. Đang dẫn trước. Chạm bóng là của Quang Hải. Oma! Oseni! Vẫn đang là cầu thủ chủ nhà Oseni! 2-0 rồi! 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Tưởng như mọi thứ đã kết thúc. Tuy nhiên thì một lần nữa hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đã có những tình huống xử lý lóng ngóng. Bàn thắng thuộc về Oma. Và tỷ số được nâng lên 2-0. Rất nhanh. Trước đó là pha bóng đập nhà khi Oma tạo điều kiện. Chân sút số 1 của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm ngoái đã dừng lại. Tuy nhiên thì hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An có thể nói là đã chơi cực kỳ lóng ngóng ở trong tình huống này. Oseni quan sát rất nhanh và có đường chuyền giúp cho Oma đệm lòng một chạm mang về bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà. Một cái liếc mắt và sau đó là đường căng ngang chuẩn xác. Nhanh hơn nếu như cầu thủ Sông Lam Nghệ An muốn có được cơ hội. Olaha. Olaha và Văn Kiên. Olaha. Thành Lương là người đã di chuyển sang bên phía hành lang trái để có thể hỗ trợ. Rất nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại tiếng xoay sở của Olaha. Nhanh hơn Văn Kiên một nhịp. Tỷ số trên sập đoàn đẩy vào lúc này đang là 2-0. Không có lỗi về vị. Quang Hải. 3-0. Quang Hải đã khai súng ở mùa giải năm nay bằng một tình huống dứt điểm có thể nói là dễ dàng. Phá bẫy việt vị thành công và sau đó đánh bại Nguyên Mạnh, mang về bàn thắng thứ 3 dành cho đội chủ nhà. 3 bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Không có lỗi việt vị. Không chơi bóng gọn gàng. Và dứt điểm có thể nói là với những người chơi bóng đá là rất sướng chân với những cú đá như thế này. Tỷ số đã là 3-0. Đường chuyền của Oma. Khoảng trống dành cho Hùng Dũng, không được. Hùng Dũng quyết định dứt điểm ngay. Các cầu thủ di chuyển rất đều. Và đó là một pha xử lý có thể nói là cực kỳ ngẫu hứng của Quang Hải. Hãy xem lại tình huống này. Đó là một tình huống xử lý hoàn toàn có chủ đích. Nhìn vào cái cách mà Quang Hải đã quan sát. Quang Hải. Oseni, Oseni, Oseni. Tiếng còi đã cất lên trước đó. Bàn thắng không được công nhận. Bóng đã chạm tay của Oseni. Olaha. Cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An. Olaha. Bóng đi cắt ngang khung thành. Đó là một góc sút rất hẹp. Marcio. Sút bóng. Không vào. Bóng vừa chạm vào sàng ngang. Thêm một cú sút nữa. Hai cú dứt điểm liên tiếp của Marcio. Alves Dos Santos Marcio đã có tình huống dứt điểm nguy hiểm nhất của. Không thể vượt qua được sàng ngang. Hãy cùng xem lại cú sút này. Đoàn Văn Hậu. Đây là cự ly có thể tung ra một cú đá từ xa. Cơ hội dành cho Ngân Văn Đại. Ngân Văn Đại đã có lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt 11m. Nguyễn Mạnh đã phạm lỗi với Ngân Văn Đại. Đoàn Văn Hậu tung ra một đường chuyền làm bất ngờ hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An.
và Ngân Văn Đại đột phá của thủ môn Nguyên Mạnh bị chặn lại. Hoàng Vũ Samson đối mặt với Nguyên Mạnh vẫn có bàn thắng dành cho đội chủ nhà mặc dù bóng đã chạm tay thủ môn của Sông Lam Nghệ An. Tỷ số là 4-0. Cũng trên bàn thắng thứ hai của Hoàng Vũ Samson ở mùa giải năm nay. Đây là những phút Văn Dũng, Hoàng Vũ Samson không có bàn thắng thứ năm. Hà Nội còi kết thúc trận đấu, một cơn ác mộng với Sông Lam Nghệ An trên sân vận động Hàng Đẫy ngày hôm nay, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên. Tất cả đã sẵn sàng và hiệp 1 của trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã bắt đầu. Rất có thể đó là một pha sút thẳng. Nguy hiểm. Rất may là trái bóng nằm gọn trong tay của Trần Nguyên Mạnh. Có rất nhiều những mà là hậu công phía sau các trung phong của đội bóng xứ Thành. Một cầu thủ của Hà Nội đang bị đau. Người đang bị đau, Phạm Văn Nam đã bị đau sau một tình huống tiếp đất sai kỹ thuật. Thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không có một lựa chọn nào thích hợp cho vị trí hậu vệ cánh trái ở thời điểm hiện tại. Và đây là phản công cho Hà Nội. Pha xử lý rất hay của Văn Quyết. Vừa rồi là tình huống mà Trần Đình Đồng đã phạm lỗi. Vũ đã thổi còi. Đình Đồng chưa thể tiếp tục đứng dậy thi đấu. Rất hay tình huống băng ra đấm bóng của Trần Nguyên Mạnh. Nguy hiểm, Thành Trung vào. Tuy nhiên Thành Trung đã không thể như vậy. Thành Trung đã ăn mừng. Cảm xúc của Thành Trung, của các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội là sự khẳng định bàn thắng đã được công nhận. Oma, Quang Hải, Văn Quyết chưa thể lên tiếng thì trung vệ Thành Trung tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn của mình. Bàn thắng thứ 3 trong 2 trận liên tiếp của trung vệ Nguyễn Thành Trung và giúp cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tạm thời vượt lên dẫn trước với tỷ số là 1-0 ở phút thứ 55. Một tình huống tấn công hết sức bất ngờ, Thành Trung như từ dưới đất truy lên. Xuân Mạnh đã không theo kèm Thành Trung trong tình huống này. Một tình huống đánh đầu và nó khiến cho Trần Nguyên giật mình và không kịp đổ người để cản phá. Ai trong số Hồ Khắc Ngọc và Ola Hà? Khắc Ngọc không vào. Quá thiếu may mắn trong tình huống sút vào vừa rồi của Hồ Khắc Ngọc. Thủ môn Nguyễn Văn Công đã đứng chôn chân. Tất cả đã nín thở trong tình đánh đầu không vào. Tình huống đánh đầu của Hồ Phúc Tịnh. Như vậy Cao Xuân Thắng là người đã chặn bóng trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống đánh đầu ngược. Hết giờ. Và như vậy với chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ tình huống đánh đầu của Thành Trung thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã chính thức trở thành nhà vô địch của mùa giải 2019. Chiếc vô địch sớm trước 2 vòng đấu, một chiếc cúp vô địch hoàn toàn xứng đáng dành cho đội bóng của thủ đô.
đây là chiếc vô địch lần thứ 5 của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Niệm trong một mùa giải mà đội bóng của thủ đô đã vấp phải sự đeo bám rất quyết liệt đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trong cái khó thì đội bóng của thủ đô vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình, và chiếc vô địch là thành quả xứng đáng dành cho một nỗ lực, những nỗ lực không biết mệt mỏi của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Xin được chúc mừng một lần nữa, xin được chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Niệm. Và bây giờ thì nhiệm vụ của họ sẽ là cúp quốc gia, nơi họ chưa từng giành được cúp quốc gia, cũng như là trận chung kết lượt về và trận chung kết lượt đi ở AFC Cup Liên khu vực với câu lạc bộ 4.25 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng ta vừa trải qua 90 phút trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Sông Lam Nghệ An. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.